chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ơn vô bờ, được cùng nhau bên Chúa qua lòng con. Dựng niềm tin với ánh mắt đồng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình, từng lời kinh hay từng cuộc sống cùng hòa chung trong tình hiệp nhân, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thưa cộng đoàn, hôm nay giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Agatha Trinh Nữ Tử Đạo. Vào thời bắt hại khủng khiếp của Hoàng đế Dioxy, Thánh nữ đã kiên trung nhận đón cái chết như là một biểu tỏ của niềm tin, lòng mến đối với Thiên Chúa. Đấy là dấu chứng của một đời sống đã nhận ra chân lý, ra tình yêu khởi phát từ Thiên Chúa. Để rồi Thánh nữ Agatha đã từ bỏ tất cả, chính ngay mạng sống mình, để làm chứng cho tình yêu cao cả mầu nhiệm ấy. Và các giáo hội từ Đông Phương đến Tây Phương cũng yêu mến và noi gương Thánh nữ Agatha. Vì vậy, giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm, kính nhớ và học hỏi nơi Thánh nữ Agatha một đời sống say mê và dấn thân để phục vụ tin mừng. Chúng ta xin Thánh nữ Agatha truyền cầu ơn Chúa cho mỗi người chúng ta. Hôm nay cũng là ngày thứ sáu đầu tháng. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đau bệnh già cả trong giáo xứ. Nhờ đây để xứng đáng cử hành thánh lễ, chúng ta khiêm tốn sám hối tội lỗi. Tôi thu nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Xin Chúa thương xót.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Thánh nữ Agatha đã luôn làm đẹp lòng Chúa và vừa sống cuộc đời kiên trinh, vừa can trường hy sinh từ đạo. Xin nhận lời Thánh nữ truyền cầu cho chúng con được ơn tha thứ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chính sách huấn ca như mớ được tách ra từ hy lễ kỳ an. Vua David cũng được chọn giữa hàng con cái Israel. Ông chơi giỡn với sư tử như với dê tơ, nô đùa với gấu như với chiên nhỏ. Thời niên thiếu, ông đã chẳng giết một tên khổng lồ mà rửa nhục cho dân khi vung dây phóng đá hạ tên Goliat ngạo mạn đó sao? Vì ông đã kêu cầu Đức Chúa tối cao, đấng ban cho ông sức mạnh để loại trừ một kẻ nhạo nghề kinh nao mà nâng cao uy thế của dân tộc. Bởi thế, ông được tôn vinh vì đã giết 10.000 tên địch. Thiên hạ ca tụng ông, trao tặng ông triều thiên vinh hiển, vì Thiên Chúa đã giáng phúc cho ông. Ông đã đánh tan địch thù tứ phía, tận diệt các đối thủ Philistine, đập tan sức mạnh chúng mãi mãi. Trong hết mọi việc làm, ông dùng lời tôn vinh chúc tụng mà ngợi khen đấng thánh tối cao. Với trọn tâm tình, ông hát lên những khúc thánh thi, tỏ lòng yêu mến đấng tạo thành ông. Ông cắt đặt ca viên để trước bàn thờ, họ hát những bài ca thánh thót. Ông tổ chức cho các ngày lễ tăng thêm vẻ huy hoàng và sắp xếp cho lễ lạt được hoàn hảo, để trong những ngày ấy danh thánh được ca khen. Và từ sáng sớm, lời chúc tụng vang lên trong đền thánh. Đức Chúa đã xóa bỏ tội lỗi của ông và nâng cao uy thế ông luôn mãi. Thiên Chúa đã thiết lập với ông một giao ước, cho vương quyền ông muôn năm tồn tại và ban cho ông ngai vinh hiển trong Israel. Đó là lời Chúa. Đường lối Thiên Chúa quá là hoàn thiện, lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Người là khiên che thuân đỡ cho những ai ẩn náu bên Người. Đức Chúa vạn vạn tuế, chúc tụng Người là núi đá cho con Chúa ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là đấng cứu độ con. Vì thế giữa muôn dân, con cất lời cam tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho Đức Vua chính Người đã lầm. Chúa hằng yêu ai đấng Người đã sức giàu tân phong, là David cùng dòng dõi đến muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giêsu vì Người nổi tiếng, có kẻ nói đấy là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết sống lại, nên mới quyền năng và làm phép lạ. Kẻ khác nói đấy là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Hê-rô-đê nghe thế liền nói ông Gioan
ta đã chém đầu, chính ông đã sống lại. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng trong ngục. Lý do là vua lấy bà Herodiade, vợ của anh, mà ông Gioan bảo ngài không được phép làm như vậy. Bà Herodiade căm thù Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết Gioan là người công chính, thánh thiện và nghe lời ông nói. Nhà vua rất phân vân nhưng cứ thích nghe. Ngày thuận lợi đến nhân dịp mừng sinh nhật của Herode. Ông mở tiệc thiết đãi các quan và triều thần. Con gái bà Herodiade vào biểu diễn vũ điệu làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì cứ xin ta sẽ cho dù cả nửa nước. Cô gái ra hỏi mẹ, con nên xin gì? Mẹ cô nói, xin đầu Gioan tẩy giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên vua và xin ngài ban cho con đầu Gioan tẩy giả đặt trên dĩa. Nhà vua buồn, nhưng vì đã chót thề lại trước mặt bá quan, lập tức vua sai thị vệ truyền vào ngục chặt đầu Gioan đặt trên dĩa. Và thị vệ ra đi chặt đầu ông ở trong ngục, bưng và trao cho vua, vua trao cho mẹ cô gái. Nghe tin ấy, các môn đệ đến lấy thi hài ông và mai táng trong mộ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, mãi mãi lời của Thánh Giáo phụ Irene vẫn có giá trị. Máu của các thánh tử đạo đổ ra là hạt giống làm chỗ sinh các Kitô hữu. Cũng như do cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả tiếp tục sống qua các môn đệ của ông và nhất là trong con người Chúa Giêsu, thì các thánh tử đạo cũng trở thành bất tử trong lòng các tín hữu Kitô. Chúng ta biết tiên tri là người nói thay Thiên Chúa và cũng là chứng nhân của Thiên Chúa. Và thường như cái chết vẫn mãi là cao điểm cho công cuộc làm chứng. Thực vậy, còn một chứng nào mạnh mẽ hơn, hùng hồn hơn, giá trị hơn cho bằng cái chết của người làm chứng? Họ chết đi để nói lên một chân lý, để bảo vệ một sự thật, để chứng minh một tình yêu, một đức tin. Và tất cả những cái chết đó là lời chứng ý nghĩa hùng hồn nhất, giá trị nhất. Và Gioan Tẩy Giả là vị tiên tri cũng đã dùng đến lời chứng hùng hồn như vậy để hoàn tất sứ mạng của mình. Ngài đã lên tiếng tố cáo việc loạn luân của Herode và của Herodiade, và hậu quả của việc làm đó là cái chết mà ông nhận đón. Cái chết của Gioan Tiền Hô đã trở thành một lời cảnh cáo nặng nề và nghiêm khắc cho một xã hội đang bị băng hoại, mà đại diện là Herode ích kỷ hèn nhát, một Herodiade dâm loạn độc ác. Và cái chết ấy cũng là kết điểm của sứ mạng Tiền Hô, sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Cho nên dưới ánh sáng lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi đặt để mình trong
hoàn cảnh trong câu chuyện. Mỗi người chúng ta là Gioan Tẩy Giả hay là Hê-rô-đê hoặc là Hê-rô-đi-a-đê. Một Gioan Tẩy Giả dám nói lên sự thật trước những bất công, những điều sai trái để nhận đón những thiệt hạ, những thiệt thòi, những mất mát và chính ngay mạng sống mình. Một Hê-rô-đê hèn nhát và không dám nhận lỗi. Một Hê-rô-đi-a-đê độc ác và dâm loạn để cho sự dữ và điều sai quấy thống trị, để rồi bóp nghẹt tiếng lương tâm, và đã ra tay làm một tội ác tày trời. Và chúng ta được mời gọi để nhận định, suy xét lại mỗi người chúng ta đã và đang sống một tâm thức, một cách sống, một con người nào đó trong chính bản thân mình là Gioan Tẩy Giả hiền lành thánh thiện, hoặc là Hê-rô-đi-a-đê hay là Hê-rô-đê. Thánh nữ Agatha hôm nay chúng ta được giáo hội cho kính nhớ cũng là một con người dám nhận đón cái chết để làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết nhìn ra sự thật chân lý nhờ sức mạnh của tình yêu Chúa cảm hóa biến đổi, để chúng ta cũng mạnh mẽ sống và làm chứng cho tình yêu của Chúa trong môi trường, trong địa vị, trong hoàn cảnh chúng ta đang sống, để chúng ta cũng trở nên những chứng nhân của tin mừng cho thế giới hôm nay. Xin anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa của lễ này để ca tụng công trình diệu kỳ Chúa đã làm. Chúng con vững tin rằng Chúa đã cho thánh trinh nữ Agatha từ đào được vẻ vang chiến thắng. Nay trên thiên quốc Ngài cũng truyền cầu giúp chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha.
hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa.